Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến đang đến với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: Mẹ Trấn Thành đối đãi với Harry Won như người nhà. Chị gái dân tộc Lê Thị Dần chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị đằng sau loạt ảnh Harry Won đến nhà Trấn Thành gây xôn xao dư luận mới đây. Giữa những tin đồn về mối quan hệ giữa Trấn Thành và bạn gái Harry Won đang rạn nứt, loạt ảnh được đăng tải từ Facebook cá nhân của thí sinh chương trình Thách Thức Danh Hài Lê Thị Dần đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong loạt ảnh này, Harry Won xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Cô tươi cười chụp ảnh cùng Lê Thị Dần ngay tại nhà riêng của Trấn Thành. Liên hệ với Lê Thị Dần về những hình ảnh trên, chúng tôi đã nhận được câu trả lời thẳng thắn. Chào chị Dần, có phải từ sau chương trình Thách Thức Danh Hài, mối quan hệ giữa chị với MC Trấn Thành đã trở nên thân thiết? Cách đây mấy tháng, tôi có tham gia chương trình Thách Thức Danh Hài do Trấn Thành và Việt Hương làm giám khảo. Trong chương trình này, tôi may mắn lấy được 100 triệu đồng và tạo được chút cảm tình với Trấn Thành. Hiện tại, tôi có tham gia một chương trình khác và chương trình này cũng có Trấn Thành. Những bức ảnh mà mọi người thấy trên Facebook là tôi chụp tại nhà riêng của Trấn Thành. Lúc chụp, tôi không suy nghĩ nhiều đâu, chỉ biết là mình thấy người nổi tiếng mình chụp để khoe với bạn bè thôi. Và tôi thấy có Harry Won xuất hiện trong những bức ảnh này. Harry Won đang ở đó hay là chỉ tình cờ ghé chơi nhà chị có mặt? Tôi không biết rõ, vì đây là chuyện riêng của Trấn Thành. Tôi chỉ biết là tôi được Trấn Thành cho đến nhà tập kịch cùng. Khi đến, tôi thấy Harry Won. Sau đó, tôi cùng ông xã và Trấn Thành ở một phòng để tập luyện. Còn Harry Won thì đi ra nơi khác với mẹ Trấn Thành. Trong ấn tượng của chị, Harry Won ngoài đời thực là cô gái như thế nào? Cô ấy xinh và thân thiện, tính cách cũng rất dễ thương. Tôi có đọc báo thấy nhiều người bảo là Trấn Thành và Harry Won sắp chia tay. Nhưng mà đâu phải vậy, họ vẫn rất yêu thương nhau. Trấn Thành đối với Harry Won rất thực tình, là người đã có gia đình. Tôi nghĩ đấy không phải là giả dối. Ánh mắt Trấn Thành dành cho Harry Won cực kỳ tình cảm. Người ta đâu thể diễn ngoài đời thực nhiều như thế, nhất là tại nơi mình gọi là nhà, trước mặt những người thân bạn bè của mình. Chị gái dân tộc Lê Thị Dần chụp ảnh cùng Trấn Thành. Harry Won cũng có mặt tại nhà riêng của Trấn Thành. Họ có dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm không? Chẳng hạn như ôm hôn hay nắm tay. Họ tự nhiên lắm, cặp này cực kỳ dễ thương. Tôi còn trêu chọc Trấn Thành là trưởng đấy, duyệt. Trấn Thành cứ cười thôi. Harry Won cũng thương Trấn Thành mà. Tuy là người Hàn, nhưng tôi thấy cách ứng xử của cô ấy rất hay, nhẹ nhàng, vừa phải mà cũng cực kỳ tình cảm. Tôi nghĩ là hai người này thương nhau lắm rồi. Mẹ của Trấn Thành đối xử với Harry Won như thế nào? Thân thiết lắm, mẹ Trấn Thành thoải mái xem Harry Won như người nhà. Tôi thấy họ nói chuyện vui vẻ, cười đùa, chẳng có chút gì là gượng gạo hay khó chịu cả. Thế nên tôi mới nghĩ, sao người ta lại nghĩ xấu về cặp đôi này chứ? Mẹ Trấn Thành chụp ảnh cùng Lê Thị Dần. Chia sẻ những điều này, chị có sợ rằng sẽ bị chê bai? Là vì muốn lấy lòng Trấn Thành nên mới tỏ ý nịnh nọt không? Tôi có gì đâu mà sợ, tôi đâu phải người nổi tiếng và cũng không có bất cứ mối quan hệ họ hàng bà con gì với Trấn Thành và Harry Won. Tôi thấy sao thì nói thế. Tôi quý Trấn Thành vì anh là người tài giỏi, ngay thẳng và rất có trách nhiệm với những chuyện mình làm. Cứ gì tôi thấy tận mắt thì tôi chia sẻ, còn điều bị đặt hay nói quá lên thì tôi không làm. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu thích thì hãy like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi nhé.